Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sam ngọc tông cao thiên nhiên, cây gần thành phẩm rồi nha. Rồi cây này có mã số là 133. Cây này nó hơi cao á nên là lấy hết thì nó hơi xa xa tí xíu. Rồi cây này có mã số là 133 nha, hoành gốc đo được là 50, cây cao là 145, đang nằm chậu lọt lòng là 67 nha. Cây phong thiên nhiên luôn. Rồi cây này nhà mình cứ ưng ý thì inbox nhà vườn theo số điện thoại là 0889 244 699 nha. Cây tông cao thiên nhiên luôn. Tại cây này nó vướng ở cái chỗ phí vận chuyển á, nên là mình coi thử nó ra Bắc hay vô Nam thì mình dễ tính phí ship nha. Tại vì bây giờ phí ship nó rất là cao. Rồi, em rinh ra ngoài đây đây. Rồi nhà mình nhớ ủng hộ để có tiền trả công cho người mẫu nha. Ồ, người mẫu này công cao lắm cả nhà ơi. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây kim tiền VIP luôn nha, VIP quái luôn. Nu này. Nu quái luôn nha. Rồi cây này có mã số là 134 nha, hoành gốc. Hoành gốc đo ngay chỗ cái nu đây nha là 102. Còn cái hoành thân trên ngay chỗ đây nè là 50, cây cao là 100, đang nằm cái chậu lọt lòng là 78 nha. Nằm cái chậu lọt lòng là 78. Rồi cây này nhà vườn xin giao lưu là 4 triệu rưỡi bao ship không chậu nha. 4 triệu rưỡi bao ship không chậu. Đế nó trải ra tới đây luôn nha. Đế trải ra tới đây luôn nè. Quái luôn. Phong thiên nhiên nha. Cây này cây quái. Bốn triệu rưỡi bao ship không chậu nha. Cây này về mình lên chậu nữa là ok luôn. Wow, nu nu này nhìn rất là dễ thương. Bên đó kiến đó nha. Wow, mặt nào cũng có quái hết nha mình. Quái từ cái rễ luôn. Rồi 4 triệu rưỡi bao ship không chậu nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nha. Một cây cẩm thị tàn rinh thiên nhiên. Chi tàn thiên nhiên luôn nha. Cây này giống như cây thành phẩm luôn rồi. Cái này về mình lên cái chậu mới cho em nó nữa là ok thôi. Rồi cây này có mã số là 135 nha, hoành gốc đo được là 83, cây cao là 73, đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 60. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 3 triệu bao ship nha, 3 triệu bao ship cho cây cẩm thị này luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha,
cây rất là duyên. Cây rất là duyên luôn nha. Ba triệu bao ship không chậu nha, nhà mình xem tham khảo luôn. Em đưa vô một chút xíu nữa cho thấy cái tán này. Chưa. Cây rất là đẹp luôn, cái này về mình lên chậu nữa là ok thôi nha mình. Này về lên chậu nữa là ok luôn, VIP luôn. Cây sống khỏe lâu rồi nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây kim tiền quái luôn nha, siêu lũ luôn. Lũ này là lũ thép rin của cây nhưng có tác động máy nha. Ở phần này có tác động máy nè, cây quái. Cây này thì nó còn có một chân rễ, hai chân rễ, ba chân rễ, nói chung là chỉ còn cái khóm này thôi nha. Còn cái khóm này là khóm rễ sống của nó thôi. Còn lại mấy cái kia là nó bị hư rồi nha. Cái này thì về mình có thể mình ghép dưới đá đâu cũng được nha. Rồi cây này có mã số là 136. Cái hòn thân ở chỗ này nè, hòn thân ở chỗ này mình đo được là 59. Cây cao là 95 lên đến ngọn lũa nha. Đang nằm cái chậu lọt lòng là 58. Rồi cây này nhà vườn xin giao lưu là 2,5 triệu bao ship không chậu nha. Cái này về mình ghép đá đâu là ok luôn. Nó xử lý một chút lũ này nữa là ok thôi. Ví dụ cái lũ mục á, cái lũ nào mà nó yếu á thì mình có thể mình nhỏ keo 502 lên là ok thôi nha. Rất là chắc. Nhà mình xem tham khảo luôn. 2,5 triệu bao ship nha. Lũ này lũ có tác động máy nha. Cái này lên màu lũ nữa là ok luôn. Rồi nếu mà ai giao lưu cây này thì nhà vườn tặng một chai màu lũ 300ml nha. Lũ cánh gián 300ml. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sam ngọc siêu lũ. Cây gần thành phẩm rồi nha. Cây này có mã số là 137 nha. Hoành gốc đo được là 73. Cây cao là 86. Đang nằm cái chậu lọt lòng là 62 nha. Lũ này là lũ rinh của cây nhưng có tác động máy nha. Lũ rinh của cây có tác động máy. Rồi cây này nhà vườn xin giao lưu là 5,5 triệu bao ship không chậu nha. 5,5 triệu bao ship không chậu. Rồi nhà vườn tặng một chai màu lũ cánh gián luôn nha. Để về mình lên màu lũ cho em nó luôn. Còn nếu mà ai thích trắng liêm xuân phu thì mình sẽ mua riêng nha. Bên em thì không có dùng liêm xuân phu nữa. Tại có con nhỏ nó rất là hôi. Năm triệu rưỡi bao ship không chậu nha. Mình xem tham khảo luôn. Cây rất là khỏe luôn. Cái này lên màu lũ cánh gián nữa cũng rất là nổi nha. Đế trải luôn. Sam ngọc nha. Lũ này là lũ thép rin của cây nhưng có tác động máy nha. Năm triệu rưỡi bao ship không chậu. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này về lên chậu mới nữa là ok luôn nha mình. VIP luôn.
Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây trắc gai dây. Trắc dây gai nha, trắc dây gai lá nhỏ nè. Rồi cây này có mã số là 138, hoàn gốc đo được là 70, cây cao là 76, đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 59 nha. Rồi cây này nhà vườn xin giao lưu là 4 triệu bao ship nha. 4 triệu bao ship. Cây lũa thép rin luôn. Cây này lũa thép rin không có tác động máy nha. $4 triệu bao ship không chậu nha. Giờ mình xem tham khảo luôn. Cây này thì chưa tác động máy móc gì luôn nha. $4 triệu bao ship. Cây này mặt nào cũng đẹp hết nha mà. Cái này về mình lên chậu nữa là ok luôn. Có mấy cái thân khô lũa nè. Cái này về mình tuốt tuốt lũa chút xíu nữa là ok luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.